Rồi, đây rồi, skin mới của Outlook để tôi mang đến cho công một cái trận đấu mà team tôi đánh hay thì tôi gánh mấy tay nhẹ luôn. Đã mú. Tôi cứ tưởng cái trận đấu này nó lại một cái trận đấu dễ dàng không ạ, nhưng mà có vẻ như là nó lại hơi nghe chừng nó lại là hơi khó. Thì tôi không sao, quay trở lại này, tôi sắt đao được một ông nào. Mấy cái thanh niên hành tôi đầu game đâu rồi? À, con ỉu Dora này, này hành đầu game này, sắt đao thêm thằng nữa, đúng rồi. Đến cái lúc này là bắt đầu sắt đao từng thằng một cơ không ạ? Đầu tiên là đầy rồi, thêm thằng Gilson nữa. Cắm sao đây? Giỏi lao vào. À, kinh này, muốn cũng mượt đấy, lại còn qua trừng phạt để chạy à? À được, chạy thì cũng nhanh đấy. Chạy đi, quay lại xem lán hành đấy. À, tham với chúng tôi. Ây ạ, dần hơi đau, dần cũng đau rồi. Ui, nhìn. Trời ơi, tầm này là bắt đầu lật kèo ấy các ông ơi. Xanh lắm rồi, team tôi nó bắt đầu gọi là nhìn thấy tôi đánh hay, cho nên là mặc dù team tôi nó hơi bị a đuổi tí thôi, nhưng là tầm này bắt đầu lật kèo ấy các ông ạ. Đây rồi, này, một phát gọi chiêu cuối. Này thì bật này nhìn với chúng tôi, này lại ghiu dân với chúng tôi. À, điện với trả nước với chúng tôi. Ôi trời ơi, lật kèo ấy các ông ơi. Đi vào truyền thuyết rồi. Cái trận đấu này không đăng lên cho các ông xem thì hơi phí. Ơ cái đạ mú. Ơ kìa. Thế vẫn thua công ạ. Cày tật đấy. Ayo, what's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tomo và Aulus Chiến Sĩ Đồng Hoàng. Đây là cái trang phục vừa được cho ra mắt ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta, đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Và ở trong cái trang phục này chúng ta có thể nhìn thấy Aulus, anh ta có được cho mình một cái mái tóc màu trắng có chút khác biệt so với những trang phục khác. Tuy nhiên là anh ta vẫn cầm cho mình một cái dìu này là màu hồng. Bộ kỹ năng của anh ta là màu hồng, và bên cạnh đó là cái hiệu kỹ năng của anh ta nhìn nó mang tính chất khá là thú vị anh em ạ. Nói chung là ở trong cái trang phục này của con Aulus thì chúng ta có thể thấy được tông màu chủ đạo đây là từ hồng từ đầu đến mông luôn anh em ạ. Đấy, cái dìu của Aulus thì khi mà anh ta có được cho mình đủ cái nội tại thì nó cũng là màu hồng luôn. Chiêu một của anh ta cũng là màu hồng, và gần như toàn bộ những cái kỹ năng của anh ta, kể cả cái chữ cuối nộ hỏa bất diệt cũng là màu hồng anh em ạ. Nên là cái vị tướng Aulus này nó sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm rất là thú vị của một cái vị tướng đấu sĩ trông cứ đánh theo kiểu hùng hục như là châu húc mã như thế thôi, nhưng nó lại màu hồng u tay hột mây. Dĩ nhiên không phải là hồng cánh sen anh em nha, nó là một cái hồng này như là hồng pastel hay sao ấy. Rồi thì với cái màu hồng như thế này thì anh em có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có được cho mình một cái vị tướng Aulus nó không quá là lực điền, nhưng nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Và cái hoạt cảnh xuất hiện của Aulus ở phòng chờ cá nhân mỡ cho rằng là tất cả những cái mà anh em đang trải nghiệm đến từ một cái con Aulus này nó xứng đáng với chi phí mà anh em bỏ ra để có được cho mình một cái trang phục ở cấp độ Elite, một cái trang phục ở cấp độ tầm trung anh em nhé. Cá nhân mỡ cho rằng với một cái trang phục tầm trung thì nó thay đổi đến cái ngoại hình, thay đổi đến cái hiệu ứng và có hoàn cảnh phòng chờ như thế này đã là ok la, với mức giá đâu đấy nó rơi vào khoảng độ tầm là 200.000 để mà anh em có sở hữu được rồi. Ok, và đây là cái chiêu cuối nộ hỏa bất diệt anh em này, hiệu ứng là tương đối gọi là hồng,
một cái trang phục rất là hồng, anh em hiểu không ạ? Hiệu ứng rất là hồng. Và mỡ không biết là phải nói gì hơn với cái trang phục này. Chỉ có điều rằng ở trong cái trang phục này, một cái góp ý duy nhất của mỡ đấy chính là tên của cái trang phục này nó là cái gì đồng hoang em ạ. Chiến sĩ đồng hoang nghe nó kiểu nó chưa thực sự nó toát hết lên được cái ngoại hình cũng như là cái thiết kế của cái vị tướng Aulus này anh em. Chứ mỡ không nói là cái tên của cái vị tướng này nó sai, mỡ chưa hiểu cái khái niệm đồng hoang ở đây tức là gì, tức là đứng ở giữa đồng xong rồi cái đồng đấy nó bị hoang vu à, hay là nó là một cái từ Hán Việt thì về cơ bản đâu đó mặc dù có thể cái nghĩa đồng hoang nó có ý nghĩa thật nhưng mà nó đang hơi bị tối nghĩa với những cái người mà không giỏi về cái khả năng hiểu được những cái từ Hán Việt giống như kiểu mỡ anh em ạ. Đấy, cho nên là mỡ rất cần có một cái sự gì đó, một cái sự khai thông thế bế tắc đến từ cái tên gọi của cái vị tướng Aulus này. Và ok, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này đi. Mỡ dựng chiêu cuối nộ hỏa bất diệt ra và đang là dồn ra thường, và đó là cái vị tướng Xbox, những cái phát bổ là cực kỳ lực và trông rất hồng để mỡ có được cho mình. Đó là cái mạng đến từ cái vị tướng đấu sĩ này. Sau đó mỡ truy kích vào, đó là cái cô nàng Hằng Nga. Hằng Nga đang muốn thoát, Hằng Nga bút giáp ảo nhưng Hằng Nga không chạy được bởi vì sát thương của mỡ dồn vào, kèm theo đó là cái việc giữ chân Hằng Nga là đã giúp cho mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ hai trong cái trận đấu này rồi. Bây giờ mấy phút thứ ba thôi, và cách chơi của cái anh chàng Aulus này ở giai đoạn đầu game dĩ nhiên nó vẫn không quá khác biệt so với những cái giai đoạn trước của mùa giải thứ 24 cũng như là mùa 23. Đó chính là anh em hãy cố gắng gọi là đi farm rừng, cầm bảng ngọc rừng, farm thật nhiều để có được cho mình đó là cái level 12. Bởi vì khi mà Aulus anh ta đạt được đến cái level 12 thì đó mới là cái thời điểm để mà anh ta gọi là trình diễn cái sân chơi cũng như là cái vẻ ngoài gọi là múa may quay cuồng của anh ta anh em ạ. Thì đây là cái trận đấu thứ hai mà mỡ chơi Aulus anh em nhá. Trận đấu thứ nhất thì đã là thua rồi, mỡ được MVP, tuy nhiên MVP thua. Và ở trong cái trận đấu thứ hai này cay quá anh em ạ, chẳng nhẽ mang mỗi đến cái trận đấu thua để mà up lên cho anh em không. Mỡ chơi thêm trận nữa để mà tìm kiếm cái cơ hội để mà có thể giành được chiến thắng ở trong cái trận đấu này. Nhưng mà thắng hay không thì không biết, nhưng team bạn đang có những cái lối chơi nó tương đối là ngang kèo so với team mỡ. Mỡ đi rừng vẫn đang tương đối xanh, những đường trên thì Popo and Koopa anh ta xanh cũng chẳng kém, anh ta hạ gục đi được đó là Nana, kèm theo đó là Moscow và mang về hình như là cái mạng thứ 4 hay thứ 5 anh em ạ, đang khá là xanh. Trong khi đó thì Linh đi rừng đang hơi thọt và mỡ có mặt ở đây. Mỡ chạy qua bẫy của Popo and Koopa và vả anh ta lấy về 360 vàng ở trong cái trận đấu này, mạng thứ 3 của mỡ. Và bây giờ mỡ phải quân bình được cái mạng gục đến từ cái vị tướng, đến từ các thành viên bên phía của team bạn, và cái trục đường trên sẽ bị mỡ lấy đi chỉ trong trước mắt mà thôi. Nói chung là cái con Popo and Koopa đầu game nó đi giao tranh vẫn được, nhưng mỡ nghĩ cái đầu game của Popo and Koopa nó phải đạt được đến ít nhất là cái level 2 của chiêu cuối, tức là giống như những gì mà anh em đang nhìn thấy mỡ trong cái trận đấu này, level 9 này. Và khi mà Popo and Koopa khi mà cái vị tướng Aulus, mỡ đọc nhầm anh em ạ, khi mà cái vị tướng Aulus đạt cho mình được cái level 12 thì anh ta sẽ có được tầm đánh mắc tầm. Còn với cái việc đạt được cái chiêu cuối ở level 2 như thế này thì Aulus anh ta vẫn cần được cái khoảng thời gian chỗ đi farm. Level 8 của Popo and Koopa định tấn công vào level 10 đó chính là Aulus, nhưng anh ta quên mất rằng mỡ không chỉ có một mình, mỡ còn có Moscow nữa cơ, và đó là cái mạng thứ 2 hỗ trợ mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này không cần đến, đó là cái trừng phạt, và ăn đi rất nhanh cho mình cái bùa rùa đến từ vị trí của mỡ, kèm theo đó là Moscow trong cái sự bất lực của Linh. Linh thì anh ta trận đấu này anh ta chơi thì cũng hay đấy, nhưng có vẻ như là nếu như mà để mà kéo game về cuối thì mỡ nghĩ là cái cách chơi của Aulus sẽ dễ hơn Linh là khá nhiều. Và quan trọng nhất là ở thời điểm hiện tại mỡ đang farm gọi là nhanh nhất cả cái bản đồ này anh em ạ, giữ cái trừng phạt để mà lấy cho mình đó là cái cua vàng, kèm theo đó là cái level 11, và đây sẽ làm cái tình huống băng trụ. Tuy nhiên là mỡ sẽ gõ trụ trước anh em nha, cứ gõ trụ trước đã rồi sau đó chúng ta lọ Aulus sau, đâu chúng ta lọ Xbox sau. Cái gì dễ thì làm trước, khó thì làm sau, và Xbox cuối cùng anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số. Linh đu xuống ở trong cái tình huống này anh ta không bị hất tung lên này, anh ta chu tiên kiếm chạy anh ta 1-3 đánh rất hổ báo, nhưng anh ta có cân được không? Câu trả lời ở đây là anh ta đang lùa lên Kazita, anh ta không lùa được, anh ta không dám đánh thêm một hit nữa bởi vì anh ta sợ đánh thêm một hit nữa xong anh ta cũng gần đất xa trời, cho nên anh ta quyết định lùi về trong tiểu vương xong rồi anh em ạ. Và ở đây anh ta lùi về để anh ta ăn bùa đúng không, ai cho ăn bùa, úi rồi ôi, nhập hồn đến từ vị trí của Angela giỏi, quay lại đây và chạm
đây con bùa này đấy, trừng phạt đi. Ui rồi ôi, không ăn thua anh em ạ. Đó chính là cái tình huống đánh rất hổ báo đến từ vị trí của một con Aulus đang rất xanh với cái lượng level ở phút thứ 8 là gần level 12 rồi. Và ui vả vả này, wow, cô em ẳng sẽ là bốc hơi chỉ trong chớp mắt khi mà Angela đánh giá hơi thấp ngưỡng sức mạnh của mỡ mạng thứ 5 mà mỡ có được ở trong cái trận đấu này. Và level của mỡ ở phút thứ 8 đã là level 12 rồi, và anh em nhìn này, khi mà con Aulus lớn lên nó được cái level 12 thì những cái nhát chém của nó rất hồng anh em ạ. Ui dồi ôi, Linh kìa, Linh định đu sang đây để cướp bùa, nhưng câu trả lời ở đây là không cướp được, thậm chí là có cả đó là cái vị tướng Poponenkupa. Mỡ tranh anh ta tận 3 level và anh ta như cái con cún ở nhà mà mỗi lần nó bướng là mỡ lại làm một cái điều y hệt anh em ạ. Và Linh đu xuống, có chu tiên kiếm trận không? Có đúng không ạ? Wow, nhìn quả chiêu cuối của mỡ rất hồng anh em ạ, rất hồng luôn. Đây là một cái vị tướng mà anh em nhìn bên ngoài là cứ tưởng rất cục sụn đúng không anh em, nhưng không, ở đây là gọi là người ta gọi là gì nhỉ, bên ngoài thì cứng bên trong thì hồng. Ê rồi, một cái sự ăn nhập rất là thú vị với cái vị tướng Aulus này. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy được rằng không có một cái vị tướng nào là không phù hợp với những cái tông màu vốn là nó tưởng là sẽ thuộc về phái nữ, kiểu như là màu tím hay màu hồng, chẳng qua là Muntun có đưa nó vào hay không thôi anh em ạ. Ê rồi, tầm này phút thứ 6 KDA đang khá là xanh, những cái cú vả của những cái cú vả rất hồng của mỡ là nghe chừng có vẻ là rất lực, và mỡ đang muốn di chuyển xuống đường dưới để mà tham gia giao tranh cùng với cái con Lord màu tím này. Ôi trận này toàn màu hồng màu tím, cứ mộng mơ như thế nào anh em nhỉ. Và có Linh ở đây, Linh muốn đu vào hình như là cái vị tướng Kajita. Linh có sức nhập hồn đến từ vị trí của Angela, nhưng ui rồi tôi lại ngán cái cặp đôi Linh với cả Angela này quá. Ui rồi chó chân, ui lướt ui chạy, tôi tưởng thế nào. Ôi té nhà không chơi nha. Còn có cửa hó này nó cắn đau thế. May là có Moscow làm chó hộ mỡ, nhưng mỡ sẽ cần phải lùi về, bởi vì là có vẻ như là cái lượng máu này của mỡ là không đủ. Và nếu như mà Linh anh ta tìm được mỡ thì anh ta chỉ cần một đu từ trên tường xuống và một cú lướt đến từ cái kiếm đoạn phong vân thì chắc là mỡ cũng bay màu luôn anh em ạ. Rồi, có được cho mình đó là cái lượng máu đến từ cái những cái cú đánh của Aulus, hút máu là khá nhiều. Bên cạnh đó là máu đến từ cái bùa tím, cho nên là mỡ quay ngược trở lại đối với cái trận đấu này. Linh thì anh ta đang muốn dồn sát thương vào đó là Moscow, anh ta làm được cái điều đó. Nhưng ngay sau đó, Linh anh ta đã phải lấy bảng điểm số và mạng hàng phục là thuộc về Kajita. Trong khi đó thì mỡ đẩy ở đường giữa, mỡ đẩy Linh vào và sau đó sẽ có một cái tình huống lao vào ở đây. Trừng phạt hạng cũng đi được, đó là Poponenkupa, và sau đó là vả cho X-Boy, anh ta gần bay hết cho mình đó là cái cây giáp ảo luôn. Và tiện đường cũng ra đường giữa. Ôi, chụp ban đầu của anh em ơi, cái nhà chính sắp nổ rồi kìa, thôi end game luôn anh em nhờ. Chứ cái trận đấu này về cơ bản là nó cũng đủ dài rồi. Mỡ không có được quá nhiều mạng hạ gục, nhưng cái trong trận đấu này là chắc chắn là mỡ sẽ được MVP luôn anh em ạ. Nhưng mà có vẻ như là team bạn chưa kết thúc. Họ chưa muốn kết thúc, nhưng nên nhớ rằng đây là một cái con Aulus ở phút thứ 10, level 15, gần full cho mình đó là đồ anh em ạ. Và mỡ sẽ cầm nốt cái trang bị cuối cùng, đó là cái trang bị giáp tàn bạo, để có được cho mình một cái sức mạnh mắc pinh nhất có thể. Linh tầm này không dám ăn bùa tím anh em ạ. Và ở đây là team mỡ đang dồn sát thương vào đó là Xbox. Anh ta, ui dồi ôi, anh ta có khiến bất tử, anh ta được nhập hồn, anh ta được tung lung ta la từ lưa tay lay, nhưng anh ta cuối cùng cũng đã phải lùi về. Tuy nhiên là double kill là thuộc về Kajita, bởi vì cô ta vào một cái góc là tương đối dễ và Kajita vẫn đào thoát được. Phía bên trong là các thành viên bên phía của team bạn đang co cụm trong cái việc phòng ngự, nhưng liệu rằng họ có phòng ngự được không khi mà các thành viên bên phía của team mỡ kèm theo đó là mỡ đã là nhồng vào trong cái team này. Linh hai cú lướt anh ta lùi về được, nhưng liệu rằng cái nhà chính thì có chân hay không? Câu trả lời ở đây là không anh em ạ. Kết thúc trận đấu tại đây. Trên đây toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về một anh chàng Aulus rất hồng. Nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.